quý vị đã quay trở lại với kênh Khôi Phạm TV. Kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, chúng ta đang có mặt tại Dinh Độc Lập, hay còn gọi là Dinh Thống Nhất. Hôm nay Khôi Phạm TV kính mời quý vị đồng hành cùng với Khôi Phạm TV. Chúng ta cùng nhau rảo bước đi trên con đường lịch sử, con đường nhiều kỷ niệm vui buồn cùng với bao nhiêu người, nhất là những người xa xứ. Con đường trước Dinh Độc Lập chạy thẳng tới Thảo Cầm Viên, hay còn gọi là Sở Thú, trước năm 75. Con đường này mang tên là Đại Lộ Thống Nhất, nay được đổi tên là Lê Duẩn. Chúng ta cùng nhau đi lại con đường này để gợi nhớ, ôn lại những kỷ niệm vui buồn của mỗi người, cũng như là chúng ta cùng nhau quan sát, chia sẻ với nhau, coi xem là cuộc sống Sài Gòn hôm nay như thế nào. Chúng ta quan sát và nhìn xem Sài Gòn xưa và nay đã có những gì thay đổi như thế nào nha quý vị nha. Kính thưa quý vị, ngã tư trước mặt chúng ta đó là ngã tư Lê Duẩn và đường Master, hay còn gọi là Đại Lộ Thống Nhất và đường Master. Đường Master chắc có lẽ là vẫn còn giữ nguyên tên từ trước năm 75 cho tới tận bây giờ năm 2019. Con đường này là một con đường đẹp nhất Sài Gòn và đặc trưng văn hóa cho Sài Gòn. Nơi đây diễn ra rất nhiều sự kiện lớn của Sài Gòn khi xưa cũng như là nay. Hai bên chúng ta nhìn thấy có những công viên tươi xanh rất đẹp với những cây rất lâu đời, gắn liền với những giai đoạn lịch sử của đất nước chúng ta. Ở phía xa bên tay phải chúng ta nhìn thấy đó là nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Tại một bên này, nếu chúng ta gặp phải, chúng ta sẽ đi về con đường tự do, đi qua nhà thờ Đức Bà, và chúng ta có thể quan sát được thêm bưu điện thành phố. Nếu chúng ta gặp trái thì chúng ta sẽ đi về con đường Duy Tân ngày xưa, nay còn gọi là đường Phạm Ngọc Thạch nha quý vị nha. Chúng ta tiếp tục đi thẳng trên Đại Lộ Thống Nhất, hay còn gọi là con đường Lê Duẩn. Từ phía trước mặt chúng ta là đường Hai Bà Trưng. Nếu chúng ta gọi trái, chúng ta sẽ đi về hướng Tân Định. Nếu chúng ta gọi phải thì chúng ta sẽ đi về bến Bạch Đằng. Phía bên tay trái của chúng ta nhìn thấy đó là lãnh sự quán Mỹ nha quý vị nha. Lãnh sự quán Mỹ luôn luôn là có đông người tập hợp vào đây để họ hoàn tất thủ tục xin visa của họ, có thể là đi du học, có thể là du lịch, hoặc là đi theo diện đoàn tụ gia đình. Thank you.
tư trước mặt chúng ta là đường Mạc Đĩnh Chi. Nếu như chúng ta gặp phải thì chúng ta sẽ đi về đường Nguyễn Du. Từ Nguyễn Du này chúng ta có thể đi ra đường Cường Đệ, đây là đường Tôn Đức Thắng, hoặc chúng ta xuôi theo đường Nguyễn Du để ra nhà thờ Đức Bà, quý vị thành phố như quý vị nha. Lý do là đường một chiều nên chúng ta không thể là đi quẹo trái đường. Chúng ta sẽ tiếp tục đi thẳng để đi đến hết con đường này, đó là Thảo Cẩm Viên, gọi là sở thú nha quý vị nha. Tay phải của chúng ta là khu vực của lãnh sự quán Anh. Trước mặt chúng ta, nếu chúng ta quẹo phải thì chúng ta sẽ vô đường Cường Đệ, nay còn gọi là đường Tôn Đức Thắng. Nếu chúng ta quẹo trái thì chúng ta sẽ đi vô đường Đinh Tiên Hoàng. Ngay góc ngã tư này bên phía bên góc trái là Đại học Văn Khoa. Đi xuống thêm một chút xíu nữa thì là chúng ta sẽ đi đến sân vận động Hoa Lư. Bên phía tay trái của chúng ta là khuôn viên của Đại học Văn Khoa, khi xưa nay đổi tên là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Vậy là chúng ta đã cùng nhau rảo bước lăn quanh Sài Gòn, đi trên con đường Đại lộ Thống Nhất khi xưa, nay là đường Lê Duẩn. Chúng ta kết thúc con đường này, đó là Thảo Cẩm Viên. Bây giờ đây, Ngôi Phạm cũng mời quý vị một lần nữa chúng ta quay lại để cùng nhìn lại những hình ảnh cuối cùng của Đại lộ Thống Nhất, hay còn gọi là đường Lê Duẩn nha quý vị nha. Thank you.
ngã tư này là chúng ta quan sát bên tay phải, chúng ta sẽ nhìn thấy được khuôn viên, không khí của mọi người khi đến lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn nha quý vị nha. Quý vị, ngã tư trước mặt chúng ta là ngã tư đường Hai Bà Trưng và đại lộ Thống Nhất, hay còn gọi là đường Lê Duẩn. Và như vậy chúng ta kết thúc chuyến đi buổi sáng ngày hôm nay của chúng ta tại đây nha quý vị nha. Nếu quý vị thấy thích video này, xin nhấn thích và chia sẻ cho mọi người đều cùng biết. Và đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ kênh Phương Phạm TV ngày càng phát triển hơn. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.